Kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình trên kênh Tin Mới. Chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe để đón xem những thông tin mới nhất, nóng nhất và chính xác nhất từ kênh Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị ngay sau đây. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Có thể khẳng định ngay rằng mặc dù Mỹ đã dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương với Việt Nam, mở ra cho chúng ta cơ hội mua sắm vũ khí thế hệ thứ hai xuất xứ từ Mỹ và phương Tây hiện đại. Nhưng để tiếp cận không hề dễ dàng. Thứ nhất, vũ khí Mỹ, phương Tây rất đắt đỏ, khả năng kinh tế của ta chưa cho phép. Thứ hai, vì là vũ khí hệ 2 khác xa vũ khí thế hệ thứ nhất xuất xứ từ Nga, Liên Xô, các nước Đông Âu nên công tác huấn luyện chuyển loại đòi hỏi khá nhiều thời gian. Thứ ba, việc phối hợp tác chiến giữa các loại vũ khí hệ 1 mà ta vốn quen dùng với vũ khí hệ 2 là vô cùng phức tạp. Thứ tư, một khi Việt Nam các đối tác chưa xây dựng được lòng tin chiến lược đến mức độ cần thiết thì chắc chắn chúng ta chưa vội mua sắm vũ khí phương Tây. Bởi vẫn còn đó nhiều rào cản, nhất là chưa kể vũ khí ta cần thì chưa chắc họ đã bán. Vì thế, trong ít nhất 10 đến 20 năm nữa và thậm chí lâu hơn, Nga vẫn sẽ là đối tác cung cấp vũ khí tin cậy cho quân đội nhân dân Việt Nam. Lợi thế của vũ khí Nga được thể hiện ở chỗ ta muốn mua gì bạn sẽ bán và đáp ứng một số yêu cầu riêng biệt để phù hợp với yêu cầu của nhiệm vụ và nghệ thuật tác chiến của Việt Nam. Vũ khí Nga hiện giờ cũng khá đắt vì dù sao họ cũng phải làm thương mại, nhưng so với hiệu quả kinh tế để sử dụng, quen dùng bền bỉ, tin cậy thì vẫn tốt hơn vũ khí của phương Tây. Tiến tới tự đóng tàu chiến lớn, hiện đại thực sự mang tên Made in Việt Nam. Như bài trước chúng tôi đã nói, sau khi triển khai xây dựng dự án cơ sở vật chất mới ở Vũng Tàu, nhà máy đóng tàu Ba Son đến nay đã đi vào hoạt động và sẵn sàng đóng những game tàu chiến mới hiện đại. Nơi đây đủ sức đóng những chiến hạm tên lửa có lượng choán nước trên 2.000 tấn. Vậy Hải quân Việt Nam sẽ lựa chọn gam tàu nào của Nga? Cuối năm 2021, Giám đốc Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật Quân sự Liên bang Nga Dmitry Shugaev cho biết Việt Nam đang quan tâm đến việc mua thêm cặp tàu hộ vệ tên lửa thuộc lớp Gepard 309 thứ 3 buộc bổ sung cho hai cặp tàu đã phục vụ trong biên chế. Ông nói, đối tác Việt Nam vẫn đang quan tâm tới tàu hộ vệ Gepard 309. Hiện tại, các chuyên gia của chúng tôi và chuyên gia về khách hàng đang tiếp tục tham vấn kỹ thuật liên quan. Các cuộc đàm phán hợp đồng chủ đề dự kiến sẽ được tổ chức sau khi thống nhất các điều kiện kỹ thuật. Năm 2006, Việt Nam đăng ký hợp đồng đóng cặp tàu đầu tiên. Hai chiếc tàu này được khởi đóng năm 2007 và hạ thủy và gia nhập biên chế năm 2011, lần lượt mang số hiệu 011 Đinh Tiên Hoàng và 012 Lý Thái Tổ. Cặp tàu Gepard 309 đầu tiên của Việt Nam không có trang bị chống ngầm mà chỉ có sân đỗ cho trực thăng săn ngầm K-28 hoặc K-31. Lượng giãn nước đầy tải của tàu là 2.100 tấn. Trang bị hai bệ phóng với 8 đạn tên lửa KH-35 Urane tầm bắn 130 km. Pháo chính của tàu là pháo đa năng AK-176 cỡ nòng 76,2 mm. Trang bị tiêu chuẩn trên các tàu chiến mặt nước giãn nước từ 2.000 tấn trở xuống của Nga hoặc Liên Xô. Phòng không của tàu giới hạn ở mức tầm ngắn bao gồm tổ hợp vũ khí phòng không tầm cực gần với 8 tên lửa đối không Shona dẫn bắn bằng tia laser và hai pháo cao tốc AO-18KD. Phía đuôi tàu có hai pháo cao tốc AK-630M. Ngoài ra, tàu còn trang bị hai trọng liên KPV cỡ nòng 14,5 mm. Sau khi tiếp nhận cặp tàu Gepard 3.9 đầu tiên, Việt Nam đã ký tiếp hợp đồng đóng cặp tàu thứ hai vào năm 2012. Hai tàu được nhà máy đóng tàu Zelenodonsk đăng ký vào năm 2013, hạ thủy năm 2016 và gia nhập biên chế Hải quân Nhân dân Việt Nam ngày 6 tháng 2 năm 2018, lần lượt mang số hiệu 015 Trần Hưng Đạo và 016 Quang Trung. Điểm đặc biệt cho cặp tàu thứ hai chính là việc chúng được trang bị hai cặp ống phóng ngư lôi cỡ 533 mm và các khí tài định vị thủy âm sonar để săn ngầm. Trong quá trình vận hành các lớp tàu Gepard 3.9, Việt Nam cũng đã lắp đặt thêm một hangar cho các trực thăng săn ngầm đi theo tàu nhằm thích ứng với đòi hỏi của thực tiễn. Ngoài ra, pháo chính của cặp tàu này là loại AK-176MA hiện đại hơn tính tới thời điểm hiện tại. Hải quân Việt Nam là khách hàng VIP của lớp tàu Gepard. Có thể nói Gepard là lớp tàu hộ vệ tên lửa hiện đại, chúng đã thể hiện rất tốt hiệu quả khi hoạt động trên biển. Đặc biệt, lần đầu tiên Hải quân Việt Nam cử biên đội tàu hộ vệ tên lửa lớp Gepard 3.9 mang tên Trần Hưng Đạo và Quang Trung.
cùng đoàn thuyền thủ tham gia duyệt binh tàu và tranh tài môn thi cướp biển trong khuôn khổ Army Games tại Liên bang Nga. Mặc dù chưa có nhiều trải nghiệm, song đoàn thuyền thủ Hải quân đã thi đấu đầy tự tin, bản lĩnh, quyết tâm cao, xuất sắc giành huy chương bạc toàn đoàn, xếp trên cả Trung Quốc. Kết quả đó khẳng định năng lực làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại và khả năng làm việc chuyên nghiệp của cán bộ, chiến sĩ Hải quân Việt Nam trong môi trường quốc tế. Đồng thời, điều đó cũng thể hiện được khả năng hoạt động trên biển xa, dài ngày cũng như sức chiến đấu của các tàu chiến lớp J-PAD. Vì vậy, chẳng có gì ngạc nhiên nếu chúng ta tiếp tục chọn mua lớp tàu này và tiến tới tự đóng trong nước. Hãy thử hình dung trong tương lai chừng 10 năm nữa Hải quân Việt Nam sẽ sở hữu tới 12 tàu J-PAD thì sẽ như thế nào? Hợp đồng đóng 8 tàu J-PAD mới sẽ là một bước ngoặt lớn trong tiến trình hiện đại hóa lực lượng tàu mặt nước của Hải quân Việt Nam. Có thể chúng ta sẽ tiến hành như dự án AMR, tự đóng 8 tàu tên lửa tấn công nhanh Monia ở Ba Son. Cặp đầu tiên trước số 1 và số 2 sẽ đóng ở Nga với sự tham gia của các kỹ sư công nhân Việt Nam để tiếp thu công nghệ do phía bạn chuyển giao, sau đó 6 chiếc còn lại sẽ đóng ở trong nước. Cặp tàu tiếp theo, chiếc số 3 và số 4 sẽ do ta và chuyên gia bạn cử sang cùng đóng. 4 chiếc cuối cùng chúng ta tự đóng hoàn toàn dưới sự giám sát và hỗ trợ của chuyên gia bạn. Vậy cấu hình của các tàu J-PAD tiếp theo sẽ như thế nào? Chắc chắn các tàu J-PAD tiếp theo của Hải quân Việt Nam sẽ hiện đại và có cấu hình vũ khí mạnh mẽ hơn, tương tự như chiếc 693 Dantestan của chi hạm đội Carpathian của Nga. Hệ thống vũ khí trên tàu có sự thay đổi toàn diện khi cục ống phóng 2x48 tên lửa chống hạm KH-35 Uranae bị loại bỏ và thay vào đó là cục ống phóng tên lửa thẳng đứng VOS có thể mang thêm 16 tên lửa Kaplia NK, gấp đôi so với các tàu J-PAD thông thường. Cục ống phóng tên lửa thẳng đứng không chỉ giúp tàu có thể mang theo các tên lửa chống hạm mà còn có cả tên lửa hành trình, tên lửa chống ngầm và cả tên lửa phòng không trên hạm. Với kho tên lửa tấn công trên năng lực tác chiến trên biển của J-PAD 3.9 sẽ được nâng lên gấp bội với khả năng tác chiến đa nhiệm, có thể đối phó với nhiều loại mục tiêu khác nhau. Đặc biệt, nếu được trang bị tên lửa phòng không tầm trung xa, các tàu này có thể làm nhiệm vụ phòng không hạm đội, khoảng trống lớn mà Hải quân Việt Nam đang tìm cách lấp đầy. Ngoài tên lửa pháo hạng AK-176MA trên J-PAD 3.9 cũng sẽ được thay thế bằng pháo hoa A-190-01 hoặc A-192 hiện đại hơn. Các vũ khí còn lại như cụm ống phóng ngư lôi hạng nặng 533m PTA 5311661, tổ hợp vũ khí đánh chặn tầm gần Plasma SU và tổ hợp pháo phòng không cao tốc AK-630M vẫn được giữ nguyên. Điều này cho phép tàu có khả năng tấn công rất linh hoạt ở cự ly xa, đảm nhiệm được nhiều nhiệm vụ khác nhau một cách hiệu quả. Mặt khác, cách bố trí vũ khí này cũng được kiểm chứng nhiều năm trên chiếc 693 Dagestan, lại đã trải qua thực chiến phóng tên lửa hành trình Kaplia 3M-14T để tấn công các phần tử khủng bố IS ở Syria hay tấn công các mục tiêu ở Ukraine từ khoảng cách lên tới 1.500 km. Đây chính là lợi thế quan trọng mà Việt Nam có thể lựa chọn mà không phải băn khoăn về rủi ro khi lựa chọn phương án trang bị các cấu hình vũ khí chưa được kiểm chứng. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin tin mới ngày hôm nay của chúng tôi. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, share và subscribe để nhận được những thông tin mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!